Đỗ Phi xin chào các bạn, đây là sản phẩm này, dây Apple Watch này, vân nổi này, hít bằng 5 châm này, rất là tiện lợi của bên mình này. Sản phẩm đủ 4 size luôn, 38, 40, 42 và 44mm này. Để mình mở hộp sản phẩm cho các bạn xem. Đó, cách đóng gói, đóng hộp sản phẩm cũng khá là đẹp. Đây, bên trong sản phẩm đây, gồm hai sợi dây silicone này. Đó. Sản phẩm khá là nhiều màu cho các bạn chọn này. Đây là dây sản phẩm của chúng ta này. Đó. Đây là hai cái chốt được gắn vào chiếc Apple Watch này. Đây, dây khá mềm. Ở mỗi cái vân nổi này lên, nó sẽ có 5 châm. Đấy, hít rất là chặt. Đó. Đây, mình có một chiếc Apple Watch này. Đây, thì để gắn vào. Cái này cũng rất dễ gắn thôi. Đó. Vừa khít luôn. Đó. Đây, đấy, khả năng hít 5 châm này. Đó. Đây, để mình test thử cái 5 châm này. Mình sẽ lấy một cái bấm móng tay này. Nó cũng bằng sắt này. Đấy, treo lủng lẳng như này luôn. Cái này nó chỉ là hút ở dưới thôi. Còn kia là toàn bộ bề mặt. Khi mà hai dây nó tiếp xúc với nhau ấy, thì là mỗi một cái vân nổi đấy, nó sẽ là một cục 5 châm nhỏ. Thế nên là nó hút sẽ chặt hơn. Đây, kể cả gắn vào này, treo lủng lẳng luôn. Đấy. Đó. Đây, hoặc để dưới này, hút rồi dính lên. Đó. Còn để đeo này, rất là dễ dàng thôi. Này như là hai mảnh các bạn ghép vào nhau là được. Đấy. Nó sẽ tự hút vào. Đây, có thể là rung lay tay thoải mái này, thích hợp với các bạn mà đi học này, hoặc là đi làm việc văn phòng này. Đấy. Ví dụ mà các bạn vận động mạnh thì không nên dùng cái dây này, như là bơi lội này, hoặc là đánh thể thao tennis ý. Thì là có thể mình vận động mạnh thì nó có thể là tuột ra đấy. Được cái nó tiện lợi, mình có thể tháo ra sạc pin này rất là nhanh, hoặc là lắp vào tay cũng rất là nhanh luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip này. Nếu thấy hay đừng quên like, share và subscribe kênh này. Đừng quên link mô tả cũng như là link mua hàng mình để ở phía bên dưới.